Bà ơi, tôi sẽ ra đi để đưa tiếng mùa thu vào trong một giấc mơ buồn. Bà, rồi một chiều nào bà có dừng chân nơi quan lạ, xin bà hãy dành lại phút giây hoài niệm kẻ đăng. Tôi đã ra đi là chấp nhận cho mình một cuộc sống bên trời cô độc, như loài chim buồn lạc lòng giữa đêm sương. Bà ơi, có phút giây nào bà chẳng nhớ thương đến một kẻ đã cùng bà hẹn, thì xin bà hãy quay về nơi kỷ niệm và khóc cho nhau vài giọt lệ ban đầu. Ông là ai mà sao giọng nói ông nghẹn ngào nức nở, nhắc chuyện ban đầu của hai. Rượu tân hôn đang nồng nặng phía loan phòng. Tâm ca, bà đã bình yên khoác áo theo chồng. Bà đã tận hưởng một cuộc đời vàng son qua mộng, bỏ lại bên đường vài kỷ niệm đơn sơ. Tôi đến đây là để chúc tụng cho bà đêm hôn lễ được vô vàng hạnh phúc. Và hãy quên đi những gì đêm gặp gỡ, cho dặm trời xa không bỡ ngỡ mộng sông hồ. Tâm ca, vậy là anh cố tình vĩnh viễn xa em để cho bà được bình yên lên kiệu cưới. Nhưng đó là quyết định của sư mẫu, làm sao em cãi lời người đưa. Bà ơi, dù muốn dù không thì bà cũng là vợ của người ta, còn tôi chỉ là kẻ đứng bên lề hạnh phúc. Có tiếc thương cũng đành xa biệt, mong mẹ nào cũng tàn cuộc giữa cánh sương. Thì thôi, đường bà đi, đường tôi bước, chẳng góp quang hà một sáng mùa thu. Tôi sẽ dừng chân bên triền đồi có lạ để lắng nghe chim quyên rộn ra kêu sầu. Đó là lúc bà đã bình yên trong cuộc sống, bên cạnh chồng và bên những đứa con xinh. Còn tôi với cuộc đời không định hướng, bụi sông hồ sẽ vùi lấp bước chân quang. Không, tâm ca, tâm ca, lòng này thôi vắng xa suốt đời. Nga ơi.
tôi trở về đây để gặp Nga lần sau cuối, rồi sẽ dấn thân vào mọi gian nguy. Nghe chàng anh hãy quên bỏ thù xưa, càng rửa hận hận thù thêm chất ngất. Tâm ơi, bây giờ đã sắp hết mùa thu, những gọi ngu đồng khăn kêu trơ trời. Những bài chiến sao xác trở về năm, làm cho nỗi ly tan càng thêm buồn thầm. Nghe đã khóc cạn rồi giọng như lệ, phút giây này không biết nói gì hơn. Thì đấy, nghe xin quỳ dưới chân người yêu cũ, để ân cần thăm hỏi một lần thôi. Rồi nửa đêm nay nghe sẽ là cô dâu mới, không bao giờ còn gặp lại. Nga Mùi gợi gắm đôi câu lúc tả từ, để rồi vĩnh biệt kể từ đây. Tâm ca duyên đành thôi dở dàng, do số trời an bài. Lòng dương dân nào nguôi, cũng cam sầu nhớ riêng mình. Kia kiều hồng du quy, chúc ai âm tình khô thê. Riêng tôi kiếp trời mây, bước đường xa xuôi ngược dòng đời. Tâm tư nghe nắng bao đau thương, cứ buồn trách nhau mà chi. Giờ thấy nhau như gần trong tất gan, mà như vạn lý quang sang. Ta cách xa nhau tâm ca vĩnh biệt, tâm ca quân dương. Thiếp xin mời quân dương thưởng thức tiếng đàn của thiếp trước lúc chia tay. Đừng giao nữa cung đàn sầu nao nuột. Khi khói lam chiều phủ kín nhàn môn quan, ta đưa tiễn nàng sang tân cống hồ ban. Mà nghe ngàn ngàn nỗi lòng câu tâm biệt. Buổi tiễn đưa nhau nghe buốt đau tim này, ôi mắt quen lê mơ mà tình nàng vẫn không mơ phai.
bấy lâu gối chăn mặn nồng, mà giờ đành cũng loan lìa đôi. Xuân hạ đám hôi ngập tràn quý biên, thiếp xuyên công mù là để cứu lấy non sông. Chớ nên liếng lưu thêm buồn tình, ta đành cách ngăn từ đây. Khanh ơi chớ nói chia lìa làm cho lòng trẫm như vô tư. Giờ đây đôi ngã chia ly, nhớ nhau trong mộng mà thôi. Biên thùy mịt mờ xa xăm, bước giang xuân chỉ mình chiêu quân. Quân giữa mây đôi ngã chia ly là gió nói đình. Dách quê từ đây u buồn vắng vẻ, mất khanh rồi trăm biết lấy chi vui. Xin hãy ngôi sầu mà chôn lấp niềm đau, đừng vì chút tình riêng mà hãy nghĩ đến muôn dân trăm hoa. Dẫu mai này đôi ngã chia ly, nhân tình của quân mình sao bất tài kém đức, để thân nhi nữ dài dầu sương gió vượt quán xa. Qua biên thùy ngoảnh lại nhàn muôn quan, thành quả tiêu sơ bông cờ đau nhói. Từng lớp bụi hồng phủ ức màu sầu quan tay, đoàn hân sĩ gục đầu như ngàn nổ. Ôi giờ phút chia ly, lê sầu ước quen mi, thương nhớ thôi đành chôn lấp. Đau đớn đau tim này, nhìn mặt nhau sao thú không nên lời. Thôi hết mong sum họp với bàn tình chung. Ngăn duyên kịp tấm thân hồng nhan, đáp ơn thánh hoàng cứu nguy nước nhà, liều thân sang hộ ba. Dẫu cho gấp ngàn phong ba vẫn không sợ. Chiêu quân ơi
thân liễu mong manh phải vượt dặm sơn xuyên với mưa hồ vô hân. Nhờ cánh nhạn mang tin gửi niềm đau theo năm tháng sầu tương tư thầm thầm mấy phương trời. Bạch lạp hắc khiêu rưng lệ khóc thương người, trước đỉnh trầm ương mịt mờ nghi ngút khói, tiếp nguyện trọn đời son sắc với quân dương. Dẫu mai này có gặp cảnh trái ngang, lòng đã nguyện không bao giờ thay đổi. Xã tắc lâm nguy phải nhờ ơn nhi nữ, hy sinh tình riêng cho trăm họ sống thanh bình. Thương nhau sao phải xa nhau, đoạn lìa ai gây, bao năm ân tình êm ái đành cam chia lìa. Nhìn mặt khanh mắt quen lê mờ, lòng ta thêm nhói đau. Sơn hà uy biên sao đây lũy phiền hồng nhan, quân dương xin hãy quên đi ly biên ma chi gian sáng đang hồi nguy biên liều thân đáp đời. Lần chia tay hết mong thương phùng, còn mong chi thấy nhau đau lòng ta lắm khanh ơi. Trăng già hay trăng xin thánh quân hãy lui về điên các bận biểu mà chi cho khổ lụy hai người. Ai quán xa thăm mịt mờ mưa hồ gió hơn thiếp dài dầu từ đây. Chiêu quân nàng hỡi coi lòng ta tan nát theo hồi Em mới về đó à? Anh chưa ăn cơm hả? Không, anh chờ em về để mình ăn chung cho nó vui. Ây cha, bữa nay sang quá ta. Trời ơi, đeo cà rá hột xoàn nữa nè. Cái cà rá hột xoàn này á là của bạn em cho mượn đó. Đẹp không? Bạn em à? Bạn em tốt quá ha. Bạn em có phải là cái ông đeo mắt kính gọng vàng ngồi ở nhà hàng Tây Đô đó không? Cái gì? Anh nghe ai nói bậy nói bạ gì hả? Không, là chính mắt anh thấy. Loan, người đó là ai vậy em? Ảnh là anh Long, là chủ hãng phim ở Sài Gòn á. Chủ hãng phim Sài Gòn? Tại sao lại biết em ở Cái Răng? Thì ảnh xuống đây ảnh chơi, rồi ảnh thấy em, cái ảnh khen em đẹp. Ảnh nói á, người con gái có sắc đẹp như là có chiếc đũa thần vậy đó, sẽ sinh ra được nhiều bạc tiền, nhiều danh vọng, nói chung á là sinh ra nhiều thứ lắm. Anh biết không, ảnh còn nói... Thôi đi! Ảnh nói Loan à, em nên nhớ rằng một khi đã sử dụng sắc hương để tạo nên bạc tiền địa vị thì ít có cô gái nào giữ tròn phẩm hạnh tiết trinh của cuộc đời con gái. Theo quan điểm cổ hủ của tôi á, chỉ có những cô gái biết an phận với niềm vui. Dẫu nghèo bát nghèo tiền nhưng giàu yêu thương nhân nghĩa. Nhưng
cuộc đời muốn mặt làm sao định nghĩa được ai đúng ai sai giữa những bon chen lọc lừa đảo điên sao đồng điên cuồng. Cuộc đời khổ cực tầm thường, đạo đức tinh thần ai cũng dên gian bảo rằng đáng quý, nhưng sự thật chỉ là người ta nói để nghe chơi. Kẻ giàu sang xuống ngựa lên xe sung sướng thảnh thơi, người ta nhìn vào ai thấy mà không quý trọng. Tại anh, tại sao anh cứ mong mơ cao thượng rồi còn định bắt em làm chuyện trái ngược đời? Không, anh Nhân à, em xin anh đừng có trách em như vậy. Theo em nghĩ, dù tinh thần có đáng quý thật, nhưng giàu có mà lỡ có xấu xa thì tiền bạc á, nó cũng tô được vẻ đẹp như thường thôi anh à. Thôi, em đừng nói nữa, anh đã hiểu rồi. Em thay đổi mau quá, mau quá Loan à. Anh Nhân ơi, đã từ lâu em muốn nói, xin anh vui lòng, mình tạm xa nhau ít năm đời. Chờ có tiền nên danh sẽ tới duyên vợ chồng. Thôi tùy em, từ nay hai đứa chia hai ngã đường hai nơi. Anh Nhân đừng buồn chia ly đau khổ anh ơi, em chẳng phụ tình anh nỡ hẹp hồi sau. Thôi Loan ơi, đã thấy gõ mong sống hiệp nữa bận biểu làm chi, tình nghĩa gượng chi thêm sầu. Và tôi hiểu rằng khi đã lao thân vào vật chất là khó giữ sao được tròn đẹp tâm hồn. Vậy từ giây phút này coi như mình vĩnh biệt, mỗi đứa một con đường cho khỏi bận lòng. Nhân kìa Loan, em còn đến đây làm chi nữa? Tình yêu của chúng mình nay còn gì đâu nữa hả em? Anh Nhân, anh nỡ nói với em như vậy sao anh? Loan à, em hãy hiểu cho anh, xin em hãy về đi, lỡ như vợ của anh biết được thì... Anh Nhân. Anh ơi, nép vào lòng má kề bên nhau, ta nhắn chuyện ngày qua cho mối duyên thêm đậm đà. Em ơi, nếu mà sau này giấc mộng không thành thì đành đôi ngã chia ly, chớ đừng ngu sầu. Anh ơi, nếu còn yêu nhau nhé, đừng giận nhau cho luyến lưu khi biệt ly, thêm vấn vương làm gì. Tàn mà vội xa cách em ơi, đôi ngả biết tìm về đâu, đôi ngả biết tìm về đâu.
mặt nhau càng thêm tối thẹn kiếp qua hẹn. Nay thì đã quen thể xác dây bận tâm hồn, đáng lẽ em phải quyên sinh nhưng nói ra thì dễ, mà khi thực hành thì chân yếu tay run, mắt vàng mai dài tìm gặp lại cố nhân. Mong anh hãy rộng lượng thứ tha cho em chút lòng nhớ thương, cho em quay về nối lại bạn đàn xưa, đã vì em mà phải gãy ngang cung tơ dùng phim ra. Không, không phải tôi hẹp hòi mê chấp, nhưng tôi đã có vợ rồi, mà vợ tôi lại yêu tôi tha thiết, tôi đâu có quyền ruồng bỏ người ta chứ. Trước kia anh thường nói anh ghét ai phụ khó tham săn, còn bây giờ anh lại lấy vợ vào, lại ở nhờ bên vợ. Anh Nhân, anh thấy thế nào? Phải, xưa tôi nói ghét kẻ tham săn phụ khó, còn vợ tôi giàu sang nhưng vẫn yêu chồng nghèo khổ, trọn vẹn niềm thương tha tình. Xưa vì giá sản tiêu tan, tôi bị hôn thế khinh bạc phụ tình. Trong lúc tôi chán chê nhưng tình như phù vẫn bọt nước, luôn đến với tôi như nắng ấm tình nghĩa thiết tha. Khi tôi bắt đầu tin lòng giả của đàn bà thì cũng chính Loan, chính Loan đã phá cho lầu mơ sụp đổ. Cùng vì tiền mà đời tôi hai lần tăng vợ, thì giải vì tôi không nhờ tiền mà tô điểm cuộc đời tôi. Cho nhau chớ giận hờn niềm nỗi thương đau. Loan ơi thôi đã hết, coi như là chia biệt, ai cũng có cuộc đời riêng mà đau khổ vui buồn. Lỡ rồi một kiếp sáng sông, người về nhung gấm người trong độc hành. Trở lại Giang Nam, đường bụi cũ mịt mờ chân diện xưa, gói hành trang với chút niềm tâm sự. Xa em rồi kỷ niệm cũng mù xa. Bao xuyên ơi, đêm nay giữa cánh trường cô liêu,
ta gối đầu trên đá thèm giấc mơ yêu, đắm hồn vào mộng liêu trai để yêu em được trọn lòng, không ngăn cách bởi biển thuyền. Sau đêm này và ngàn đêm nữa đi, em vẫn yêu một mình anh. Dù chia lìa tình đôi phương cách xa, ngủ đi anh một giấc mơ thần tiên. Linh Sơn Bảo Xuyên ơi, tại sao em lại là người Mông Cổ? Hãy theo anh đi xa dục trời đất này để được trọn vẹn yêu nhau. Sơn ca ơi, mình đã đến giờ vĩnh biệt, anh hãy cho em nắm lấy bàn tay và âu yếm nhìn anh một lần. Bà, thì ra là bà. Bà đến đây định hành thích ta chắc? Bà định lấy trọn bức mật đồ? Không không, tiểu muội đến đây muốn mời Sơn ca một tuần rượu sau cùng. Không, ta không uống rượu của người Mông Cổ. Sơn ca, xin anh hãy quên đi mối thù chủng tộc. Ngày xưa ta quen biết nhau bằng một tuần rượu nơi quán nhỏ ven đường. Nay cũng xin rót rượu mời Sơn ca chung tống Rồi sau đó, hai chúng ta đành vĩnh viễn chia xa. Sơn ca, Bảo Xuyên. Chỉ thấy
xa xa khói dân mù mịt. Và mùa thu đã chết từ hôm nào. Khôi anh mùa chút tình này, với bao nhiêu mộng ước ta đành vĩnh biệt hôm nay. Nếu biết ngày nay phải nát ruột chia xa thì thà xưa kia đừng chiến rượu. Ngày xưa không ngọt ngào tình nghĩa thì chung rượu ngày nay đâu cay đắng nỗi thương sâu. Không bước vào đường yêu thì đâu tan vỡ giấc mơ đầu. Báo xuyên ơi định mệnh sao phụ phàng ngang trái, xuôi chúng mình phải đôi ngã chia xa. Chút lát nữa đây chúng mình ngăn cách, rượu đắng trên tống biệt một lần thôi. Men sầu tê bút đôi môi, núi sông dời dời ngăn đôi duyên mình. Tình ngang trai sẽ đi vào cõi chết hôm nay. Sơn ca ơi, tại sao chúng mình phải chém giết lẫn nhau khi anh và em vẫn một lòng thương tường? Khi hai chúng ta không thù không quán, hoàn cảnh chi đâu mà cay nghiệt. Xuyên ơi, quyến luyến mấy rồi cũng đành ngăn cách. Cạn chung rượu này là vĩnh biệt nhau thôi. Hãy uống đi hồ mùi, người con gái tôi yêu. Và hãy tu kiếm đi, hội báo xuyên quần chúa. Dạ. Khoan, hãy chậm lại cho ta vài giây phút nữa. Rượu tiễn hành còn vương đông bờ môi, tiếng tạ từ còn vang vọng đâu đây. Lời tâm sự ngày nào nhớ mới đôi hồ. Cay đắng nước mắt nào vẫn sâu. Ôi tôi buồn lễ trao,
gia tư thôi quan thù ngăn đường. Sương ơi, chốc lát nữa đây trong hai ta sẽ có người cùng sâu thẳm của hai tâm hồn ta dần ta thiết yêu nhau. Nhưng thôi em hãy gượng sầu khuây lấp niềm đau khi phải cúi đầu tuân theo mang số. Không, em không thể chống lại quy quyền của phụ hoàng. Em phải về khó tôi trước triều ca. Nếu anh có trở lại Giang Nam cuối mùa lá rồng, xin hãy mang theo kỷ niệm của đêm này. Một bếp lửa hồng bấp bùng cháy dở, một ngôi chùa quang phế cô liêu, kỷ niệm cuối cùng của chúng mình còn sót lại từ hôm nay và mãi mãi đến sau này. Trả thù duyên kiếp phù phàng. Anh Chí kìa, Mai Đình đến thăm anh đó à? Dạ. Lúc nãy em ghé phòng bác sĩ Tùng, bác sĩ Tùng có nói gì với em không? Dạ, bác sĩ Tùng bảo em đến đây để chăm sóc cho anh. Không cần đâu em à,
vì ở đây có y tá, có điều dưỡng rồi. Nhưng những người đó không thể nào chăm sóc cho anh được. Sao vậy? Vì sự có mặt của Mai Đình. Vì Mai Đình đòi làm bổn phận đó, có phải không? Không, em không đòi hỏi. Nhưng bởi không có ai còn muốn ở gần anh nữa, em mới tình nguyện hy sinh để chăm sóc cho anh. Cho tới giờ phút này mà người ta vẫn giấu kín bệnh trạng của tôi. Người ta bắt tôi phải xa lánh loài người. Người ta buộc tôi phải cô độc mà. Nhưng bên cạnh anh còn có em mà. Còn có Mai Đình. Mai Đình? Mai Đình cũng chỉ là giai đoạn. Nếu ngày nào đó người ta bảo tôi mang căn bệnh trầm kha không thể nào chữa trị, Nếu người ta bảo tôi bị bệnh cùi, bệnh hủi gì đó, thì liệu Mai Đình có ở bên tôi suốt cuộc đời hay không? Anh Trí, anh đừng nói nữa mà. Ghê tởm lắm có phải không? Hy sinh, hy sinh là cái gì? Tình nguyện là cái gì? Thế gian này đều giả dối hết. Hãy về đi, về đi. Tôi không cần ai thương hại tôi cả. Anh Trí, anh Trí. Mai Đình, Tôi thiệt là vô lý quá. Tôi xin lỗi Mai Đình. Dù sao thì em cũng từ nguyên nhân khăn gói vào đây chăm sóc cho tôi. Những lời giận dữ vừa rồi phải nhường cho câu an ủi mới đúng chứ. À, rồi cậu Phú đâu rồi em? Cậu Phú đi chợ Đà Lạt rồi. Sao em không ra chợ với cậu? Ngoài chợ Đà Lạt vui lắm. Ở đây em sẽ không quen với nỗi buồn của bệnh viện đâu. Em đã quen rồi với nỗi buồn từ thuở ấu thơ, và sẽ hơn nữa cho đến hết cuộc đời này. Nỗi buồn của em to lớn quá. Tôi cứ tưởng tôi mang kiếp thi nhân rồi sẽ gánh vác hết nỗi buồn của thiên hạ. Nào ngờ còn có một người cùng tôi gánh vác, người đó lại là em. Anh Trí, thiên hạ đều gọi tôi là Hàn Mặc Tử, sao Mai Đình vẫn gọi tên Trí của tôi? Vì em đã quen với cái tên chôn nhau cắt rốn của anh rồi. Vả lại em cảm thấy em không xứng đáng với cái tên Hàn Mặc Tử. Mai Đình, ngày nay có tên Hàn Mặc Tử là nhờ ngày xưa, ngày mà tôi còn làm thơ không có tiền mua giấy mực, em đã chẻ ống lấy tiền mua giấy mực viết tặng tôi. Anh Trí, bài thơ năm cũ đâu rồi, cho tôi xin lại mảnh đời ngây thơ. Bài thơ em đợi em chờ, năm năm mới đó bây giờ là đây. Mai Đình, em đang cầm gì trên tay đó? Dạ đâu có đâu anh. Em giấu anh gì có phải không? Dạ không có mà. Đưa đây anh xem. Không được đâu anh ơi. Đưa đây anh xem. Anh Trí ơi, đừng xem mà. Chúa ơi, Chúa trừng phạt con rồi, Chúa. Tại sao người ta không dám nói thẳng với tôi là tôi bị bệnh phong cùi? Tại sao người ta đưa kết quả xét nghiệm đó cho Mai Đình mang đến? Tại sao? Anh Trí ơi, kể
từ nay anh không còn sợ cô đơn. Gọi tên anh là Hàn Mặc Tử. Hàn Mặc Tử. Phải. Ôi ba tiếng đó như trận bão kinh hoàng, vừa thổi qua biển cả như đêm khô khăn vào lòng sa mạc, đã làm sụp đổ tiêu tan những thành quách quý nghi trầm mặc giữa điêu tàn. Sự nghiệp thi nhân còn nằm trong số kiếp giả tràng, rồi đây biết ai còn nhớ đến cái tên Hàn Mặc Tử khi anh trở về sống lại với quê hương. Anh Trí ơi, gần nửa đời người anh phiêu bạc tha phương, anh đã bỏ quên cái tên mình trong trí nhớ, cái tên mà quê hương không còn xa lạ và đã sâu trong lòng. Mai Đình, em đang hờn giận trách anh có phải không? Phải mà, anh đã tệ bạc với em suốt quãng đời con gái. Em đừng giận anh nữa nha Mai Đình. Anh Trí, đừng giận anh nữa nha em. Trí ơi, từ quê nhân vào đây em chỉ mang theo món quà nhỏ. Và một bài thơ đẹp chưa đáng
đang đứng cạnh bên anh đây. 7-8 năm qua cho đến ngày hôm nay, em mới tìm thấy cho mình một niềm vui nhỏ nhỏ. Anh chị Mai Đình ơi, em đừng nói gì thêm nữa, đầy đủ lắm rồi. Ý nghĩa cuộc tao ngộ quá đau thương. Hàng mắt tứ bây giờ, hàng mắt tứ bây giờ cũng chỉ là một bức tranh mà người đời bỏ quên khi nguồn thơ đã cạn, khi anh không còn tâm huyết ca tụng dần trăng sáng, khi anh đã là phu nhân với kiếp sống tật nguyền. Bất diệt là cái tên Nguyễn Trọng Trí của anh, cái tên mà người đời bỏ quên em đem vào hồn. Anh Trí, anh sẽ về Quy Nhơn cùng em nha anh Trí. Anh sẽ về, anh sẽ về. Còn đâu gãy đôi nhịp cầu, gãy đôi nhịp cầu. Chàng ơi có biết tan nát tim em sao? Rền vàng phao cưới, tôi đứng nơi đây cõi lòng tan nát, và chàng chưa bao dòng lệ mãi tuôn trào. Son ơi, lần gặp gỡ hôm nay là vĩnh biệt nhau rồi. Em ra đi trời thương nhớ, về sông bên kẻ là người xa. Anh ở nơi này sẽ vĩnh viễn mất em, nhớ từng bờ môi ánh mắt nụ cười. Còn đâu nữa những ngày mơ hồi mình kề bên nhau nói chuyện ân. Kiều qua tới
nghịch lối kia, người yêu ta đang đứng nép mình chờ đợi. Hồng ơi xin hiểu cho son, vì chữ yêu trung mà phải mang tiếng phụ nhau. Hồng ơi từ đây tình ta cách chia đôi người đôi ngã, ngày rộn rã kết của đăng cứ hành hôn lễ là ngày chôn liệm đời em xuống đáy mồ.
nhìn trời đêm trăng sáng như người cùng ta. Đẹp lắm, rất đẹp. Ngươi là ai? Tại sao lại có mặt ở đây? Ngươi ở đây từ bao giờ? Ta đến và đứng ở đây rất lâu rồi. Ngươi nhìn lén ta? Không, ta nào có nhìn lén nàng đâu. Ta vô tình nghe được tiếng hát và theo tiếng hát ta đến đây. Nhìn thấy nàng đang múa hát rất hay, rất đẹp, nên ta không muốn phá tan niềm vui của nàng. Đành nhẹ nhàng nép vào thân cây, đến nhìn ngắm và nghe tiếng hát của nàng. Tức là ngươi đã nghe và biết hết chuyện của ta. Nếu đúng thì sao? Thì ngươi phải chết. Ê, nàng đứng yên đó, là nữ nhi, không ai động chút là đòi giết người ta như vậy đâu. Vậy theo ý ngươi thì ta phải làm sao mới đúng? Trước tiên, nàng không được gọi ta là ngươi. Vậy gọi là gì? Là... chàng. Chàng? Ừ. Nhưng chàng là gì? Đúng là hòa tình. Sao đánh ta? Ta đánh nàng vì bây giờ nàng là người chứ không còn là hòa tình nữa, nên phải tập hiểu và biết giống người chứ. Nhân ơi, ta là Thuyết Ngọc Long. Vậy ta gọi ngươi là Thuyết Ngọc Long là được chứ gì? Đúng vậy, nàng thông minh rồi đó. Nè, nàng đừng nhìn ta bằng ánh mắt đó. Tên ta nàng đã biết, vậy nàng tên là gì? Ta không có biết. Ta quên, nàng là hiện thân của Hoa Tinh nên không có tên. Để ta đặt cho nàng một cái tên nha. Ta chịu á. Nàng hiện thân là Hoa Tinh. Ta gặp nàng đêm trăng sáng. Hoa Thiên Nguyệt. Đúng rồi, tên nàng là Hoa Thiên Nguyệt. Hoa Thiên Nguyệt, ta thích lắm. Nè, nàng không được như vậy. Không được như vậy là sao? Mà sao không có được như vậy? Nàng, trời ơi, ta vẫn cứ muốn ôm. Người của Ngọc Long ấm quá à, thích quá à. Sao ngươi im lặng vậy? Nói chuyện ta nghe đi. Nàng qua bên kia đi. Sao tự nhiên la lớn vậy? Nè, nàng nên nhớ kỹ, nàng là nữ nhi,
thì không nên gần gũi với nam nhân như vậy. Vậy khi ta xuống núi, nếu gặp ai giống như Ngọc Long thì ta sẽ đứng xa để nói chuyện, không được đụng vào người của nam nhân. Ta nhớ rồi. Nàng, không phải như vậy đâu. Cũng tùy vào người nam nhân đó là ai nữa. Sẽ có một người nam nhân mà nàng và người đó sẽ gần gũi với nhau. Là sao? Ta không có hiểu. Mà người đó là ai? Và khi nào thì được gần? Nàng đúng là ta cạn lời với nàng. Như vậy là gần đúng không? Đúng. Nhưng từ bây giờ về sau, nàng chỉ được như vậy với ta thôi. Rõ chưa? Sao không trả lời ta? Ngọc Long, có phải ngươi cũng không phải là người, mà Ngọc Long cũng quá kiếp như ta phải không? Sao nàng hỏi vậy? Thì lúc nãy ta gần người á, ta phát hiện có hai luồng nguyên khí gần như nhau. Vậy ngươi là ai? Nói cho ta biết đi. Ta là Thuyết Ngọc Long, Thái tử Long Cung. Thái tử Long Cung? Phải. Ta trốn cha ta lên trần gian, nhờ vậy mà ta gặp được nàng Hoa Thiên Nguyệt. Thiên Nguyệt, Thiên Nguyệt ơi, ta đã sao xuyến với ánh nhìn đầu tiên của nàng Hoa Tinh Hoa Kiếp, nên ta muốn ở lại đây bên nàng mãi mãi. Ngọc Long và Thiên Nguyệt sẽ như đôi chim liền cánh mãi chăng xa. Vì nàng trống sáng, chưa nếm gì hồng trần, chưa biết khóc khổ đau. Chốn nhân gian đúng là có lắm điều vui, nhưng nàng có biết cũng vạn lần cám dỗ. Ta muốn giữ cho nàng trên môi nụ cười rạng rỡ như nắng ban mai chiếu sáng cả núi rừng. Vậy ý của ngươi là... Ngươi hoài thì Ngọc Long, đúng chưa? Đúng. Vậy ở đây đến khi nào? Đến khi nàng không cần ta nữa thì ta sẽ đi. Nhưng còn cha của Ngọc Long thì sao? Ta có cách của ta, nàng đừng lo. Nhưng ta muốn xuống núi. Ta không có muốn ở đây. Ngốc như nàng, xuống núi trước sau gì cũng gặp họa thôi. Tốt nhất nàng nên ở đây với ta, không được đi đâu hết. Ngươi gọi chàng xưng thiếp. Nhưng ta muốn xuống núi. Ta Thiên Nguyệt ghét chàng, ghét chàng. Thiên Nguyệt, nàng đi đâu? Chờ ta Thiên Nguyệt. Long, chàng thấy trong người như thế nào rồi? Ta ổn, nàng đừng lo. Chàng gạt thiếp. Ta không bao giờ gạt Thiên Nguyệt của ta. Ngọc Long, thiếp... Nàng có chuyện muốn nói với ta sao? Hay chàng về Long Cung nghe chàng. Thiếp đã làm đủ mọi cách, vẫn không giúp được chàng. Nhìn chàng ngày ngày mắt dần sôi sống, lòng thiếp đau, đau lắm chàng ơi. Thiên Nguyệt, nàng đừng khóc. Ta không sao cả, chỉ cần nàng ở bên ta là được.
không? Thiếp muốn chàng về Long Cung vì thật sự thiếp chán ghét nơi đây lắm rồi, chàng có hiểu không? Thiếp muốn xuống núi vì ở nơi đó luôn có nhiều điều vui mà thiếp muốn biết, chàng có hiểu không? Chàng về đi, chàng về đi. Thiên Nguyệt, những lời nói này có thật là nàng muốn nói với ta không? Thiên Nguyệt, ta xin nàng đừng xua đuổi ta. Nàng có biết ta yêu và thương nàng nhiều lắm không? Thiên Nguyệt, Ngọc Long, nhưng ở đây chàng sẽ chết, chàng sẽ chết, chàng có biết không? Phải, ta sẽ chết, nhưng ta muốn hơi thở cuối cùng ta vẫn được nhìn thấy nàng. Thiên Nguyệt, Ngọc Long ơi, nào phải thiếp hết yêu thương chàng, nhưng nếu ở bên nhau mà chàng phải đánh đổi và mất đi sự sống, thì thà rằng Thiên Nguyệt và Ngọc Long kia ở núi cao, người về nơi biển thầm, duyên nợ hai ta xem như đã hết. Phải vui lòng chứ trong lòng nàng thì ta biết rõ, nên ta không thể nào để nàng một mình bơ vơ. Trở về ở chốn Long Cung sẽ giúp chàng mau bình phục, còn ở lại nơi này chàng sẽ chết bỏ thế. Chàng không thể nào xa nàng, xin nàng đừng đuổi xua ta, dẫu mai này ta sẽ chết đi.
chàng cũng tan biến theo gió theo mây. Tiếp yêu chàng vạn lần chàng ơi, nên tiếp không thể gì tiếp mà cố giữ chàng bên cạnh. Thà không gần nhau nhưng tiếp biết chàng khỏe mạnh, chỉ vậy mà thôi tiếp mang nguyện trong đời. Nói chi đau lòng nàng ơi, bởi đời ta nợ duyên với nàng nên không thể nào cách xa nàng ơi. Thiên nguyện duyên đôi mình trái ngang, nghe đau trong lòng nói câu từ ly. Chàng ơi lê sâu bên mi, bao ngày chàng thiệp có nhau mà nay nói câu xa lìa nhau. Xin nàng hãy quên ngày mai mà cùng ta sống vui thanh ngày. Ta với nàng sẽ như đôi quyên ương tung cánh bay trao liền giữa bầu trời mênh mông. Thiếp mà biết duyên đôi mình chỉ là nghiệp duyên, nên hai ta đang đợi mong. Chớ nói câu chia lìa nàng ơi, để ta bên nàng dẫu ngày mai có như thế nào. Tuyết ngọc long Ngọc Long. Chàng yêu thiếp nhiều, đúng không? Nếu không yêu nàng thì ta đâu chọn cái chết để ở bên nàng. Nếu thật lòng chàng thương thiếp, thiếp muốn chàng hãy về Long Cung đi. Ta không làm được. Chàng. Được, vậy thiếp sẽ chết, chết trước mặt chàng. Thiên Nguyệt, Thiên Nguyệt, nàng điên rồi sao? Phải, thiếp điên đó. Nàng uy hiếp ta. Thiếp hỏi chàng lần cuối, chàng về hay không về? Thiên Nguyệt, ta... Thiếp chết cho chàng vừa lòng. Ta về. Ta về. Ngọc Long, Ngọc Long. Thiên Nguyệt, giờ về nơi xa ấy sẽ mãi không nhìn thấy nàng, nhưng lòng vạn lần không quên nhớ mãi hình bóng của nàng. Người ta yêu mãi muôn đời, ở đây năm tháng quanh hiu
còn đâu đôi chim liền cánh nhói lòng trước phút chia xa. Chàng đừng nên lưu luyến, luyến tiếc chỉ chuồn bước chàng. Thôi về đi chàng ơi, chớ nhớ nhung về chốn này. Giờ đành hai ta cách biệt, lệ nhỏ tiên bước chàng đi. Nhìn nhau lòng đau ôi nghẹn ngào. Chàng về nơi xa để lòng luôn có bóng hình người mà thiếp đã yêu, nhưng duyên ta lại ngắn đánh thôi lạc mất nhau. Nàng ơi lòng ta không nỡ mãi mãi xa lìa chốn này, ngọt ngào hương yêu ngày qua đôi ta như bóng với hình, mà giờ ta với nàng nghẹn lời nói tiếng biệt ly. Nàng ơi giờ xa nhau thật rồi. Ngọc Long, chàng về ở nơi đây Thiên Nguyệt sẽ nhớ mãi đến chàng. Thiên Nguyệt, ta lệ nhòa nhìn nhau lưu luyến, nếu kéo sẽ làm thêm sầu. Thiên Nguyệt và Ngọc Long sẽ như bức tranh đẹp, chàng về lưu giữ trong lòng. Lần đầu ta mới gặp nhau, tình vẫn trong đôi mắt, hẹn thề hai ta kết duyên. Ngờ đâu ngày nay mình phải cắt đứt duyên tình đôi mình. Chàng về nơi biên khơi, còn thiếp cô đơn chốn này. Lòng này giữ mãi bóng hình, đêm về mơ bóng Ngọc Long. Chàng ơi mình xa nhau thật rồi.